smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. Dạ. Diêm dân mà anh. Diêm dân. Chúng là làm là bán mặt cho đất, bán cho trời. Hãy với Bùi xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong clip ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cảng cá Mỹ Tân, thuộc thôn Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Và cảnh quan trước mắt bây giờ thì vô cùng nhộn nhiều luôn mọi người. Và xe thì vẫn có ghe đang cập cảng rất là nhiều nè. Thì hôm nay mình đến với cảng cá Mỹ Tân này thì cũng hơi trễ, nhưng mà thì mình cũng bất ngờ là vì giờ này cảng vẫn còn hoạt động rất là nhộn nhịp. Và theo như mình tìm hiểu thì bà con chia sẻ thì cảng này hoạt động từ lúc 3-4 giờ sáng cho tới 10 giờ, khoảng 10 giờ rưỡi mọi người. Bên này thì thấy cá liền rất là nhiều. Ở đây, wow, trời ơi, mực tươi lắm mọi người ơi. Cha quay chúng như chị. Trời ơi, mực lá này tươi dễ sợ luôn mọi người ơi. Chị có thể cho em hỏi nhiêu mực này, nhiêu kiếm chị được không chị? 200 mấy chị? Dạ, cảm ơn chị. Wow, đã quá. Ở đây có còn cái cờ lá nè mọi người, nhìn rất là đẹp luôn này. Wow, đẹp quá ha. Thì như cảng cá Mỹ Tân này thì cách trung tâm của thành phố Phan Rang Tháp Chàm là khoảng 21 km nha mọi người. Đi qua cây cầu Ninh Chữ và đi theo tỉnh lộ 702 thì mình sẽ tới được cảng cá của Mỹ Tân này. Và cảng cá Mỹ Tân này nó nằm trên cái cung đường để đi về khu du lịch Vĩnh Hy luôn mọi người. Từ đây thì cách khu du lịch Vĩnh Hy khoảng 20 km. Bây giờ thì xin mời mọi người cùng với mình tham quan hoạt động cảnh quan của cảng cá Mỹ Tân này nha. Ở đây thì mình thấy có mấy anh đang giũ lưới, không biết là đánh bắt được cái gì đây. Ồ, anh ơi, có thể cho em hỏi thăm mình lưới này là mình đánh cái gì vậy anh? Cái cơm hả anh? Dạ. Mình đi từ lúc mấy giờ vô vậy anh ha? Lúc 3 giờ. Dạ, 3 giờ. Như cái cơm này có thể cho em hỏi, như mình sau khi mình thu hoạch xong thì mình bán được nhiêu ký không anh? Trời, 70, 80. Dạ, gì hả anh? Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Ở bên kia có một cái ghe đang vào cái gì mọi người, nhưng mà cũng rất là nhộn nhịp luôn. Bây giờ thì mời mọi người qua bên ghe này nha, để thử ghe vừa cập cảng thì xuống những loại hải sản gì mà bà con tụ tập rất là đông luôn nè. Ồ, ghe này về cái chuồng nhiều quá ha. Chị, như cái chuồng này thì nếu như bán thì nậu thu lại không nhiều tiếng gì hơn. 65.000 ký chị. Cảm ơn chị gái nhiều nha. Như mình mới xin phép mấy ông anh này lên xin phép để quay cảnh quan của các anh em ở đây đang xuống cá tại nơi này nè. Ồ, ở đây có thay cái dũa nè mọi người. Thì theo như anh chị nói là ở đây cái chuồng về rất là nhiều luôn. Coi chừng có thì bưng này lại để đi ăn nè. Bạn có về không? Có không? Coi chừng có không? Bạn có về không? Anh ơi, có thể cho em hỏi như ghe này đi là bao lâu về vậy anh? Hả? Ghe mình đi bao lâu về vậy anh? Sáng đi chiều về. Sáng đi chiều. Bên đây chiều đi sáng về. Chiều đi sáng về, dạ cảm ơn anh. Ok, chù rất là nhiều anh ha. Cái này phải cá bằng má không anh? Dạ, phải bằng má. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em cũng không rành về cá, lòng cái này cá chù anh ha. Cá bông. Cá bông, cái này cá bông. Còn cá chù nè. Dạ, cái chùa. Cái chùa là cái này anh hả? Nó cái chùa là cái đây nè mọi người. Cảnh bà con đang mua bán rất là vui luôn nè. Ừ.
Cái nhìn đã lắm mọi người, tươi rõ luôn. Quá trời tươi luôn nè. Trời ơi, tươi dễ sợ luôn. Đã. Chào anh. Cá này tươi là phải chơi luôn anh à. Dạ, mình đi trong ngày về là thôi chứ nó bao tươi luôn anh không? Bao tươi ngoài chiều dạ. Sáng vô mà. Dạ, chiều đi sáng vô nên cái nó tươi lắm mọi người. Cái này là không ướp gì luôn anh ha. Quá đã luôn. Có gì dùng lâu lâu bỏ dấu cho chút. Nhìn đã lắm mọi người ơi. Dạ. Cái sống luôn à. Tươi lắm. Từ ngã sâu trong á. Tôi sâu rồi, sao lại sâu vậy? Sâu sâu. Ba cây đây. Nhiều gì lắm mọi người. Hai cây hả? Có cái đó, cái đó. Lấy. Ở đây thì có một chiếc ghe nữa, nhìn xa thì như cũng là cá trù rất là nhiều, cũng mới về cập cảng nè mọi người. Mấy em trai mình anh làm kênh nào? Kênh anh đó hả? Hải Du Lịch Bụi. Hải Du Lịch Bụi. Ờ đúng rồi. Ủa em như mình đi theo ghe làm nghề này được bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng năm mấy năm rồi anh à. À năm mấy hai năm rồi em. Như đi thế này thì một ngày công thì mình kiếm được nhiêu em? Dạ tùy theo anh à. Tùy theo chỗ một tháng tính một lần. À tháng tính lần em. Được ba. Bảy tám triệu, chục triệu, hai chục triệu cũng có luôn. À vậy hả em? Tùy theo tháng anh à. À rồi cảm ơn em trai rất nhiều ha. Ô đi cái này mà nếu như không quen thì chắc thì sống lắm ha. Này này mấy em này thì đi thấy hộ quen luôn. À, cảm ơn nhiều nha. Đây cảnh quan ngay chỗ ngay từ đầu cầu cảng của cảng Mỹ Tân nè mọi người. Thì phía trước như bà con đang hồi nãy mình đi vào thì thấy bà con đang làm cái liệt cái đồ cá rất là nhiều. Như theo mình nghĩ thì mấy cô mấy chị đang đứng ở đây thì đang đợi chiếc ghe hồi nãy mình mới vừa quay mọi người là chuẩn bị vào cá mọi người. Chào các chị. Cá liền mình mới vừa về hả chị? Chị cho em hỏi như nếu như cái liền này mình về thì mình bán được khoảng nhiêu ký chị ha? Bốn chục hả chị? Dạ cảm ơn chị rất là nhiều nha. Ủa cái này là chuẩn bị mình xuất về chợ hả chị? Như đa số. À cá cho tôm ăn hả chị? À. Ồ cá nhìn ngon quá mà cũng cho tôm ăn luôn hả chị ha? Cá tươi lắm nha mọi người. Bà Lan mua cá này thì đi làm chả bán. Dạ. Bà Lan mua cá này thì đi làm chả bán. À. Ở Mỹ Tân. Dạ. À, cái liền rất là nhiều luôn. Rồi, cảm ơn các chị rất là nhiều nha. Ok. Bây giờ thì mình đang đợi chiếc ghe kia lên cá để mình quay lại cho mọi người cùng xem. Thì sau khi quay xong cảnh quan ở đây, xin mời mọi người cùng đồng hành với mình để tham quan một số cảnh quan từ trên cái thành phố Phan Rang, đi về cái cung đường của cảng Mỹ Tân này, khúc ngay chỗ Ninh Hải mọi người ơi, nhìn cảnh quan rất là đẹp luôn. Thì mọi người dành chút thời gian nữa nha, để cùng đồng hành với mình để tham quan nha. Mọi người, bà con đang mua bán này. Em trai cho hỏi như cái này là cái gì vậy em hả? Cái gì? Cái ồ ha. Thì cảm ơn em nhiều nhá. Bỏ cái gì chỗ là của mày nè, bỏ lên đây. Dưới đây thì cảnh quan những ghe đang chiếc ghe hình ảnh vào mọi người, họ đang chuyển cá lên thúng và thúng đang cập cảng này. Wow, rất là đẻ luôn mọi người ơi. Lâu ơi.
À, cá còn rất là nhiều, à, đây mới là thúng đầu tiên thôi, thì nghe nói là cũng còn rất là nhiều thúng cá nữa mọi người. Còn đây là cảnh quan chiếc ghe hồi nãy vào, mọi người đang chuyển cá xuống dưới thúng để vào bến bán cho bà con ở đây nè. Thì theo như hồi nãy mình hỏi thì ghe này số 8 Ninh Thuận nha anh em ơi. Về cá ồ rất là nhiều. Vô cùng nhộn nhịp đó mọi người ơi, cá nhìn rất là hấp dẫn, còn bà con mua bán rất là nhộn nhịp và cá hồ nhìn rất là tươi nha mọi người. Bây giờ thì thúng nó vào nè mọi người ơi, thêm một thúng mới nó vào nè. Bỏ vỏ lồ lên cho anh nhận vô luôn em. Cá gì như thế hấp dẫn lắm mọi người. Nhìn rất là đã luôn. Viên vỏ anh vô luôn. Quá nhộn nhịp luôn, nhìn cảnh quan rất là thích nha mọi người. Cái cảnh mà chuyển cá từ dưới thúng lên rồi bà con bu lại nhìn nó hay lắm mọi người ơi, nó rất là hưng phấn luôn. Rồi bây giờ thì thúng tiếp tục ra để chuyển cá xuống dưới thúng một lần nữa nè. Cá từ đó mọi người. Còn ở đây thì các chị em đang bán cá chát nè mọi người. Nhìn rất là đã luôn ha. Quá trời đã luôn. Chị ơi cho hỏi về cá chát. Chị cá chát này bán bao nhiêu ký chị ha? À 60 hả? Ủa chị ơi cho em hỏi như cái này phải cái chuồng không chị? Ồ lần đầu tiên thấy luôn á. Hay quá ha. Chị Gái có thể chia sẻ với em như cái chuồng này bán được nhiêu kiếm chị? 20 ký. Dạ 50. Cảm ơn chị Gái rất là nhiều nha. Chị Gái này rất là nhiệt tình, nãy giờ mình hỏi chị cũng rất là nhiều nhưng mà chị đều chia sẻ hết mọi người. 50.000 một ký. Và hiện tại ở đây thì mình thấy rất là nhiều rổ cái chuồng luôn nè. Nhìn đã lắm mọi người. Còn bên này thì hai đổ cái chát nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn mọi người. Đây là cảnh quan trên con đường nằm ngay cảng Mỹ Tân rồi mọi người.
thì cảnh quan mọi người đang thấy thì đây chính là những sau khi những đầu nậu họ thu lại thì họ lên đây họ sẽ phân loại, và các bà con mà mua về chợ bán lại thì sẽ lên đây để mua về chợ để bán lại nè mọi người. Đó nó có cá mà nằm đó. Chị ơi cho hỏi như mình mua này về chợ nào mình bán gì chị? Chợ này chị? Chợ Đắc Nhơn. Chợ Đắc Nhơn hả chị? Ủa Đắc Nhơn là nằm ở huyện nào? Huyện Ninh Sơn. Huyện Ninh Sơn của Ninh Hà, Ninh Thuận hả chị? À dạ chị. Từ đây vô cái chợ đó thì mất bao nhiêu cây chị ha? À, dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Ủa chị, như cái này mình về, cái này là cái chuồng hả chị? Cái chuồng. Mình về mình bán lại được nhiều ký gì ha? Biết chị hết chưa. À hết chưa. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Ở ngay khu vực trước cảng của Mỹ Tân này thì cũng có cảnh quan bà con đang ngồi dưới những cái bàn bán đồ ăn thức uống, rồi nhìn cũng đẹp lắm mọi người, đậm chất miền quê luôn. Và cũng có một như món bánh hỏi rồi nè, nước trái cây chè rồi cũng có này, và đương nhiên là phải có quán cà phê rồi. Bây giờ thì tại mình tạm dừng tại cảng cá Mỹ Tân này ha. Bây giờ xin mời mọi người cùng đồng hành với mình tham quan một số cảnh quan tuyệt đẹp trên con đường từ trung tâm thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, đi xuống khu vực của Mỹ Tân này trên con đường tỉnh lộ 702. Thì mình thấy cảnh quan rất là đẹp. Bây giờ xin mời mọi người cùng đồng hành với mình dành thêm chút thời gian để cùng theo dõi nha mọi người. Thì xem video tới đây thì rất mong mọi người hãy ủng hộ cho kênh mình một like và một lượt đăng ký kênh để giúp cho kênh ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mời mọi người cùng đồng hành với mình nha. Cảnh quan thứ hai mình muốn giới thiệu đến với toàn thể quý khán giả thì đó chính là cảnh đồng muối nha. Và xa xa thì có những ngọn núi ở nơi đây, nhìn cũng khá là đẹp. Và ngọn núi này tên gì thì ở đây mình thấy thì có hai ông anh đang làm nè. Thì trước tiên mình sẽ quay cái cảnh quan của bà con ở nơi đây làm muối như thế nào, và sẵn mình hỏi thử là ngọn núi này là ngọn núi gì. Nơi đây thì thuộc xã thuộc thôn Khánh Nhơn, xã Nhân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận nha mọi người. Thì hồi nãy mình di chuyển trên con đường từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm xuống tới cảng Mỹ Tân để quay cho mọi người xem, thì mình đi ngang qua cảnh đồng muối này cũng như là cái con đường trên tỉnh lộ 702 này, thì mình thấy cái cảnh quan nó khá là đẹp. Giống như là núi non mọi người đang thấy trước mắt thì nó không xanh mát âm tùm cây cối nhiều, nhưng mà nó nhìn nó rất là chỉ toàn là sỏi với đá thôi mọi người. Nhưng mà chính bởi vì vậy thì tạo cho cái cảnh quan tại nơi đây nó rất là hoang sơ mộc mạc và nhìn rất là đẹp. Lúc mình mới tới đây thì trời, mình đang nói với mọi người thì bắt đầu trời nắng lại rồi. Hồi nãy thì nó hơi mát mát xíu, bây giờ là nắng lắm mọi người. Bây giờ thì tới gặp em này để xin em nó trao đổi về kinh nghiệm làm muối cũng như là những cái hòn núi này là tên gì nha. Anh chào em nha. Dù làm cái này là lúc nào phải ở ngồi nắng em ha? Dạ, diêm dân mà anh. Diêm dân. Chúng là làm là bán mặt cho đất, bán cho trời. Như cái muối này mình làm thì sau khi mình rộng thì bao nhiêu lâu nó mới được ra thành phẩm gì em ha? Dạ, nước khoan mặn á. Từ cái giếng khoan lên mình gian ở ô 1 á, là một tuần lễ. Nước xuống một ô 2 nữa. Ô 2, một tuần nữa. Vô lại ăn, một tuần nữa là... Nếu mà quy trình của nó ra hộp muối là 24 ngày, có một tháng. Ồ, dữ gì hả em? Dạ. Wow. Từ lúc mình gian nước đó mình có muối ăn. Ồ, em đi chia sẻ là tới, vậy là mình phải qua nhiều cái khoan chứ không phải là một cái hồ duy nhất đúng không em? À, là nước mình bơm vô, mình qua nhiều cái hồ thì nó mới ra được cái muối này. Thì cả quy trình đó là mất tới là 24 ngày cho tới một tháng em. À vậy em, mình phải né đường cho em mới đi á, cho nên là mình không quay trực tiếp cho em được. Bây giờ thì em nó vào lại rồi để mình hỏi thăm thử cái ngọn núi là ngọn núi gì.
em ơi, à, có thể hỏi với chơi với hỏi à, anh hỏi cái này xíu, như ngọn dãy núi này là dãy núi gì vậy em? À, ở đây có gọi là núi quýt. Núi quýt hả em? Dạ. À, như chơi quýt đó hả? Nó cây cây quýt nhiều quá rồi, người ta chưa nói quýt sao, em còn nhỏ tuổi nên nghe ông bà chưa nói vậy, em biết vậy. À, là núi quýt. À, còn cái núi phía này em? Dạ, núi đó núi vô. Núi vô hả em? Vô. À, núi vô. À, những ngọn núi ở đây có một cái đặc điểm mọi người, thì nó rất là khô chọc ha, chỉ là nó mài mòn cái tự nhiên á, cho nên là chỉ còn đá với sỏi thôi. À, em trai, à, có thể cho anh hỏi này chút xíu được không? À, như mình làm ở đây là mình ăn con theo ngày, theo mùa hay là theo tháng em? Theo ngày. À, theo ngày em. À, như cái này mình làm thì một ngày được bao nhiêu em ha? À, một ngày được 300 ngàn. Cũng khổ quá ha. Giờ em nó di chuyển cho nên mình phải lui ra để cho em đi mọi người. Thì theo như em chia sẻ thì làm ở đây là thì ăn công theo ngày nha mọi người. Một ngày là 300 ngàn. À, bên này cũng có một anh đang làm cái này. Ủa em ơi, à, nếu vậy thì một mùa của nó vậy là có bạn nếu như ăn ngày thì ngày nay cũng làm hay như thế nào em? Dạ, 7 giờ sáng mình làm tới 10 giờ mình nghỉ, thế là 1 giờ rưỡi, 5 giờ nghỉ. À, gần giống như giờ hành chính em không? À, vậy tính ra cũng làm nhiều chứ em ha? Dạ. Là ngày nào cũng làm, dạ. Vậy là tính ra chứ không phải cần ngày nay em cũng xuống đây lo nước non rồi chuyển nước, dạ, chuyển đồ rồi đúng? Như mình làm phục vụ rồi nè. À. Ngày này nhà kia, ngày khác. Nghĩa là coi như là ngày nào cũng làm đều á. Dạ. Mỗi ngày mỗi công việc có ngày giống ngày khác đúng không em? Dạ. Đầu mùa khác còn cuối mùa khác hả? Dạ, thì nói chung là bắt đầu từ khi tháng mưa vào á thì bắt đầu giang nước. Thế là người ta giang nước lên hết rồi, khi nào có muối thì mình cào. À. Có thể cho anh hỏi như thế này được không? Như muối này nếu như xuất sau khi xuất ra thì bán thành phẩm một ký không được nhiều không? Dạ. Đây bán một tấn. Dạ, là tùy theo mùa anh ạ, tùy theo cái giang. Mấy bên doanh nghiệp muối ta mua á. Nó dao động khoảng cỡ này em ha? Một dạ. Tấn gì hay nhiêu em? Trong vòng 2 năm trở lại đây thì nó dao động từ 800 tới 1 triệu mấy. À, 800 tới 1 triệu mấy một tấn. Dạ. À. Dạ, ổn định á. Còn nói chung là cũng tùy theo năm có năm. Đúng rồi, đúng rồi. 600 cũng có. Ờ, cảm ơn em trai rất là nhiều ha. Em trai rất là nhiệt tình luôn. Là em phải lúc nào cũng ngồi nắng như thế này mọi người. À, nhìn khá là vất vả nha. Thì bây giờ là hai ảnh xúc muối xong thì bây giờ là chuyển lên nè mọi người. Thì mình cũng muốn tìm hiểu thêm cái hoạt động làm muối, quy trình làm muối cũng như là cảnh quan tại nơi đây, các ruộng muối cũng như những dãy núi ở nơi đây để chia sẻ đến với mọi người. Thì mình cũng xin tạm dừng clip tại đây. Cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian để xem đến cuối clip nha. Hy vọng clip cũng đem lại nhiều điều hấp dẫn và thú vị đến với toàn thể quý khán giả. Và cũng mong quý khán giả hãy ủng hộ cho kênh mình một like và một lượt đăng ký kênh để giúp cho kênh ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bây giờ thì Hải Du Lịch Bụi xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha.